Bản tin thời sự an ninh ngày 13 tháng 12. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng kênh TV 24 giờ cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình an ninh xã hội trong nước. Bản tin hôm nay gồm những tin chính sau đây. Đà Nẵng truy tìm người phụ nữ bỏ trốn khỏi khu cách ly. Tin mới nhất vụ triệt phá đường dây cờ bạc hơn 87 tỷ đồng. Trộm tài sản lần trốn cả nghìn cây số vẫn không thoát. Bí mật phía sau vườn nhà của gã siêu trộm liên xã ở Thừa Thiên Huế. Tạm đình chỉ viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân bị tố sàm sỡ. Khởi tố hai ổ nhóm lừa đảo mua bán số lô đề cam kết trúng 100%. Kế hoạch của kẻ đột nhập siêu thị trói bảo vệ cướp tài sản trị giá 1,5 tỷ. Khởi tố nhóm đối tượng đòi nợ thuê cho vay nặng lãi lên đến 180% mỗi năm. Ô tô bán tải cuốn xe máy công an xã vào gầm rồi bỏ chạy, lần theo vị trí bắt hai đối tượng trộm xe máy mới mua chưa gắn biển số. Đâm gục hàng xóm vì thường xuyên để rác trước nhà mình. Sau đây là thông tin chi tiết Đà Nẵng truy tìm người phụ nữ bỏ trốn khỏi khu cách ly. Tối ngày 12 tháng 12, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đang tổ chức lực lượng truy tìm trường hợp công dân bỏ trốn khỏi khu cách ly. Trước đó, khoảng 15 giờ 40 phút ngày 11 tháng 12, trường quân sự quân khu 5 đóng tại phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ tiếp nhận 51 công dân từ Ả Rập Xê Út nhập cảnh Đà Nẵng trên chuyến bay VN 5088. Đến 16 giờ 10 phút cùng ngày, lợi dụng lúc đi vệ sinh, bà Chamalia Thị Thập, sinh năm 1983, quê xã Phước Chính, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận, trốn khỏi khu cách ly. Ngay sau khi phát hiện sự việc, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã có công văn gửi Công an thành phố hỗ trợ truy tìm nữ công dân trên. Hiện Công an thành phố đã yêu cầu công an các đơn vị trên địa bàn tổ chức lực lượng tuần tra truy tìm bà Chamilia Thị Thập để bàn giao cho công an quận Cẩm Lệ xử lý theo quy định. Tin mới nhất, vụ triệt phá đường dây cờ bạc hơn 87 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bắt tạm giam 4 người đứng đầu và 38 bị can khác trong đường dây nhóm gồm Huỳnh Long Bạch, 30 tuổi, Nguyễn Đắc Quý, 27 tuổi, Phạm Thị Mai Ngân, 36 tuổi, Huỳnh Long Nhu, 28 tuổi, đều ngụ thành phố Hồ Chí Minh, đều bị khởi tố bắt tạm giam về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Bốn người này được xác định giữ nhiều vị trí điều hành trang cá cược Sweep Online, Naga Club với hình thức đầu tư tài chính. Họ được cho là dưới quyền điều hành của một người Ấn Độ tên là Mohit, ngoài 30 tuổi, từng cư trú tại Việt Nam nhưng đã bỏ trốn về nước. Trước khi bị cơ quan công an đánh sập, đường dây này có khoảng 20.000 tài khoản tham gia cá cược. Theo đại tá Nguyễn Sĩ Quang, Phó giám đốc Công an tỉnh Hồ Chí Minh, Phó trưởng ban chuyên án, hàng trăm người đã bị triệu tập lấy lời khai để làm rõ vai trò và những nghi can điều hành. Nhiều người nhận là nạn nhân của đường dây đánh bạc này đã đến Công an tỉnh Hồ Chí Minh tố cáo bị những chủ sàn lôi kéo tham gia. Mỗi người đại diện cho một nhóm từ hàng chục đến hàng trăm chủ tài khoản. Theo cơ quan điều tra, đường dây cờ bạc trái hình này hoạt động mạnh nhất trong vài tháng qua khi thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội, người dân có nhiều thời gian hoạt động trên môi trường internet để tăng lượng người tham gia nạp tiền, chủ sàn Sweep Online và Naga Club. Ngoài việc đưa ra chiêu thức đảm bảo vốn, tặng tiền theo hình thức đa cấp, còn dựng lên những hình mẫu leader có học thức và kiếm được rất nhiều tiền từ sàn. Chính những hình ảnh được cố ý đánh bóng với cuộc sống đẳng cấp như đi ô tô sang, check-in những nơi sang trọng đã khiến hàng ngàn người trên khắp các tỉnh thành, phần lớn ở thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng lao vào tham gia đầu tư với số tiền lên đến hàng triệu đô la Mỹ. Trộm tài sản lần trốn cả nghìn km vẫn không thoát. Công an huyện Bình Sơn và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Ngãi vừa di lý đối tượng Nguyễn Hồng Tuấn, 30 tuổi, ở thôn Vĩnh Trà, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, từ tỉnh Lâm Đồng về đến Quảng Ngãi Trước đó ngày 29 tháng 11, công an huyện Bình Sơn tiếp nhận tin báo của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghiệp tàu thủy Dung Quất, trụ sở tại xã Bình Đông, huyện Bình Sơn về việc thuyền viên tàu Côn Sơn đang lưu trú tại khu nhà tập thể của công ty bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản gồm tiền mặt, điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính sách tay trị giá trên 100 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an huyện Bình Sơn đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm thủ tục hồ sơ ban đầu và truy xét đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản nói trên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an huyện Bình Sơn đã xác định được đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội là Nguyễn Hồng Tuấn. Được sự hỗ trợ của công an địa phương, công an Quảng Ngãi đã bắt được đối tượng Nguyễn Hồng Tuấn. Với những tài liệu chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Hồng Tuấn đã phải khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bí mật phía sau vườn nhà của gã siêu trộm liên xã ở Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 12, thông tin từ công an huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế đơn vị này vừa tiếp nhận hồ sơ cùng tăng vật một vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn từ lực lượng công an xã để xử lý hai đối tượng theo quy định của pháp luật. Danh tính hai đối tượng này là Nguyễn Hưng, sinh năm 1997, trú tại thôn Thủy Yên Hạ, xã Lộc Thủy và Trần Bá Vương, sinh năm 1998, trú tại thôn Thủy Yên Thượng, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trước đó vào ngày 30 tháng 11, công an xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc Nhận được đơn trình báo của người dân thôn Tân An Hải, xã Lộc Bình về việc bị mất trộm 4 lồng chim trà màu và một xe mô tô mang biển kiểm soát 75 k 2195 Quá trình truy đuổi đối tượng trộm cắp, người dân phát hiện xe mô tô 60B8 85390 khả nghi nên đã bàn giao cho công an xã Lộc Bình để tiến hành điều tra xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xã Lộc Bình đã xác định Hưng và Vương là thủ phạm gây ra hành vi trộm 4 lồng chim của anh Nguyễn Mờ, và một xe ô tô của anh Nguyễn Kỳ Xê cùng chú tại thôn Tân An Hải. Qua đấu tranh mở rộng điều tra, công an xã Lục Bình đã làm rõ hai gã siêu trộm này còn thực hiện thêm 3 vụ trộm xe mô tô trên địa bàn xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc trong thời gian bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư. Ngay sau đó, công an xã Lộc Bình đã phối hợp cùng công an xã Lộc Thủy tiến hành kiểm tra tại nhà đối tượng Trần Bá Vương ở thôn Thủy Tiên Thượng. Tại đây đối tượng đã cất giấu các tăng vật trộm cắp được gồm 4 xe mô tô là tăng vật bị mất trộm tại xã Lộc Bình trong khuôn viên vườn nhà mình riêng 4 lồng chim bị mất ở thôn Tân An Hải, lực lượng công an đã tạm giữ và trả lại cho công dân bị mất 3 lồng chim, còn một lồng chim vẫn đang tiếp tục truy tìm. Tạm đình chỉ viện trưởng viện kiểm sát nhân dân bị tố sàm sỡ. Tối ngày 12 tháng 12, viên trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Chí đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông THP, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân thị xã Tràng Bàng, tỉnh Tây Ninh, do ông P bị nữ nhân viên cấp dưới tố cáo sàm sỡ. Theo quyết định của viện kiểm sát nhân dân tối cao, thì ông THP bị tạm đình chỉ thời gian 15 ngày để các cơ quan chức năng xác minh đơn tố cáo về hành vi không chuẩn mực, sàm sỡ nữ chuyên viên của đơn vị này. Trước đó, chị PTVV, sinh năm 1995, chuyên viên Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Tràng Bàng, tố cáo hành vi không chuẩn mực của ông THP đối với chị. Trong đơn, chị V trình bày tối ngày 19 tháng 10, ông THP tổ chức uống bia tại trụ sở cùng với 5 người trong cơ quan, nên gọi chị V xuống ăn. Chị V ở lại nội trú tại cơ quan. Chị V ngồi được 30 phút thì xin phép về phòng làm việc và nghỉ ngơi. Một lúc sau, ông P gọi chị V vào phòng để nhờ bắt gió. Tại đây ông P có những cử chỉ thiếu chuẩn mực, đòi ân ái. Chị V ra sức chống cự, năn nỉ nhưng ông P vẫn có hành vi cưỡng ép, khống chế chị V đòi quan hệ. Hoàng sợ chị V cắn lưỡi thì ông P mới bỏ ra. Chị V bỏ chạy về phòng. Đến ngày 31 tháng 10, chị V gửi đơn tố cáo đến Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh. Hiện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh đang giải quyết đơn tố cáo theo quy định của pháp luật khởi tố hai ổ nhóm lừa đảo mua bán số lô đề cam kết trúng 100%. Ngày 12 tháng 12, Công an huyện Gia Lâm Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can gồm Dương Thanh Sơn, sinh năm 1998, Kiều Văn Huỳnh, sinh năm 2001, Dương Văn Thành, sinh năm 1996, Đào Văn Khương, sinh năm 2000, Kiều Văn Công, sinh năm 2002, đều trú tại huyện Ứng Hòa, Nguyễn Xuân Đức, sinh năm 2004, trú tại huyện Mỹ Đức Hà Nội, với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng đầu tháng 4 năm 2021, Sơn thuê phòng ở tòa S211, khu đô thị Finhome, Ocean Park, làm nơi hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán số lô đề qua mạng xã hội, giúp sức cho Sơn còn có Huỳnh và Đức. Sơn hướng dẫn Huỳnh và Đức sử dụng điện thoại và máy tính lên mạng xã hội Facebook, Zalo, tạo tin bài, đăng tin ra bán số lô đề trên mạng xã hội với tỷ lệ trúng 100%. Nhiều nạn nhân đã mắc bẫy, gửi tiền cho nhóm của Sơn để mua số lô đề Cùng thời điểm trên, Công an huyện Sơn Lâm cũng điều tra làm rõ nhóm đối tượng gồm Dương Văn Thành, Đào Văn Khương, Kiều Văn Công, thuê phòng 1908, tòa S211, khu đô thị Vinhome Ocean Park để hoạt động lừa đảo với thủ đoạn tương tự. Kế hoạch của kẻ đột nhập siêu thị, trói bảo vệ cướp tài sản trị giá 1,5 tỷ. Ngày 12 tháng 12, Công an quận Bắc Từ Liêm Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Minh Trước 24 tuổi, quê Nam Định về tội cướp tài sản. Ngày 11 tháng 12, cơ quan công an đã trao trả tài sản trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng cho đại diện siêu thị điện máy xanh. Theo cảnh sát, 5 năm trước, trước từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Về Hà Nội, thanh niên này không có việc làm ổn định. Chiều ngày 27 tháng 11, bị can vào siêu thị điện máy xanh mua tai nghe điện thoại. Tại đây trước phát hiện tay nắm cửa bị lỗi do chốt khóa cửa có con ốc nằm bên ngoài, thông thường ốc nằm bên trong, cùng với tủ điện tổng siêu thị nằm ở bên ngoài vỉa hè. Bị can nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Ngày 28 tháng 11, trước đi chợ mua sắm đồ nghề là dao búa và dây thừng, dây thít để chuẩn bị hoạt động. Đêm ngày 28 tháng 11, trước đi xe máy một mình đến siêu thị điện máy mang theo dao, dây thít bằng nhựa, tô vít cùng hai chiếc bao tải. Trước giấu xe máy vào gầm cầu vượt gần đó, ngắt cầu giao điện ở tủ bên ngoài nhằm vô hiệu hóa camera và đèn chiếu sáng. Sau đó trước bỏ đi, trời thống điện cũng như camera tắt hẳn mới quay trở lại cửa đột nhập vào siêu thị. Vào bên trong siêu thị, trước thấy bảo vệ đang ngủ, lo sợ bị phát hiện nên đã kề dao vào cổ bịt bịa người này và dùng dây thít bằng nhựa trói chân tay lại. Sau khi lấy 62 điện thoại di động, 60 tính sách tay, một iPad, 28 đồng hồ, trước phát hiện còn chiếc két sắt, trước khuôn chiếc két sắt này lên xe máy trở đi. Khi về đến công viên điều hòa mai dịch, trước giấu két sắt vào bụi cây, chở hai bao tải điện thoại, đồng hồ, máy tính sách tay về nhà trọ vừa thuê 10 ngày trước đó cất giấu. Sau đó, đối tượng quay trở lại công viên điều hòa, chở chiếc két sắt đến tận huyện Thạch Thất để phá két, lấy toàn bộ số tiền 200 triệu gửi vào tài khoản cá nhân của mình. Những ngày sau đó, trước chụp ảnh điện thoại giao bán trên trang chợ tốt và đã bán được gần 20 chiếc điện thoại iPhone và Xiaomi. Đến thời điểm bị bắt, số tiền trong tài khoản của chức có hơn 300 triệu đồng. Khởi tố nhóm đối tượng đòi nợ thuê cho vay nặng lãi lên đến 180% mỗi năm. Ngày 12 tháng 12, Công an thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam cho hay, đơn vị đã khởi tố vụ án bắt tạm giam 6 đối tượng đi đòi nợ thuê giúp cho đối tượng cho vay nặng lãi. Theo thông tin, khoảng 19 giờ 20 phút ngày 4 tháng 12, Công an xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn nhận được tin báo của người dân về việc có một số thanh niên đến nhà ông Phan Đỗ Thành Nghĩa, sinh năm 1971, chú thôn Phong Lục Đông Nam, xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, la hét đập phá, ném gạch đá vào nhà để đòi nợ. Nhận được thông tin, đội cảnh sát hình sự công an thị xã Điện Bàn phối hợp với công an xã Điện Thắng Nam đến hiện trường, phát hiện các đối tượng đều trú tại Đại Lộc, uy hiếp tinh thần, đập phá tài sản trong nhà và đe dọa ông Nghĩa, ép buộc ông Nghĩa trả tiền gồm Nguyễn Thanh Nguyên sinh năm 2001, Lê Phước Anh sinh năm 1987, Trần Quốc Đạt sinh năm 1997, Nguyễn Văn Huy sinh năm 1999, Nguyễn Phúc sinh năm 1999, Nguyễn Thế Hải sinh năm 1999. Tổ công tác lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi cướp đoạt tài sản với 6 đối tượng này. Quá trình điều tra ban đầu xác định từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 2 năm 2020, bà Phan Đỗ Tân Nguyên sinh năm 1967, trú tại xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn có vay của Nguyễn Thị Minh Hương, sinh năm 1983, chú cùng xã, tổng số tiền 200 triệu đồng để kinh doanh buôn bán với lãi suất 15% một tháng. Đến ngày 1 tháng 2 năm 2020, bà Uyên đã trả cho Hương 160 triệu đồng tiền lãi, tiền gốc vẫn giữ nguyên. Vì tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, bà Uyên làm ăn kinh doanh không thuận lợi nên không còn khả năng trả tiền lãi và gốc cho Hương. Hương liên lạc đòi tiền bà Uyên nhiều lần không được nên đã làm giấy ủy quyền cho Lê Phước Anh đòi nợ thay. Hương tính cả gốc lớn lãi lên đến hiện tại là 500 triệu đồng. Nếu anh đòi được sẽ được chia 50% số tiền này. Lê Phước Anh có nghe thông tin bà Uyên vay tiền không phải để kinh doanh mà đưa cho Phan Đỗ Thành Nghĩa, em trai ruột của Uyên, tiêu xài cá nhân và thời gian qua Nghĩa Uyên mới bán đất nên có khả năng có tiền. Chiều ngày 4 tháng 12, Lê Phước Anh rủ Nguyễn Văn Huy, Trần Quốc Đạt, Nguyễn Phúc đến nhà Phan Đỗ Thành Nghĩa để đòi nợ. Sau khi lập một nhóm chat trên trang Facebook, công ty trách nhiệm hữu hạn 4 thành viên bàn bạc về việc đi đòi nợ. Khi đến nhà ông Nghĩa, không thấy ai ở nhà, các đối tượng tập trung ăn uống tại quán nhậu trên đường DH5, đường 33, xã Điện Thắng Trung. Trong lúc nhậu, anh Điện rủ thêm Nguyễn Thanh Nguyên, Nguyễn Thế Hải đến nhậu cùng. Trong quá trình ngồi với nhau, Nguyên Hải biết nhậu xong anh sẽ đi đòi nợ và đồng ý đi cùng anh. Sau khi tất cả đối tượng nhậu xong thì đi đến nhà ông Nghĩa để đòi nợ như đã thống nhất. Khi đến nhà ông Nghĩa tới cổng khóa, Đạt và Huy leo vào nhà thì gặp ông Phan Ngưỡng, sinh năm 1941, cha ruột ông Nghĩa, điền yêu cầu đe dọa ông Ngưỡng đưa chìa khóa cho Đạt mở cổng. Anh Phúc đứng bên ngoài cổng ném gạch, đá lên mái nhà, còn Hải nhổ cây cau ném vào sân nhà. Khi mở được cổng thì anh Huy Đạt Phúc vào trong nhà, lúc này ông Nghĩa từ tầng 2 đi xuống, thấy ông Nghĩa anh có hành vi đe dọa đập phá tài sản trong nhà, uy hiếp buộc ông Nghĩa phải trả 500 triệu đồng tiền nợ. Lúc này cơ quan công an đến lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ hình sự 6 đối tượng và triệu tập đối tượng Hương đến cơ quan công an làm việc. Ô tô bán tải cuốn xe máy công an xã vào gầm rồi bỏ chạy. Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ ngày 11 tháng 12, xe ô tô bán tải mang biển số tỉnh Bình Dương do nam thanh niên điều khiển chạy trên quốc lộ 14 hướng về xã An Nhân Tây. Khi đến địa bàn xã An Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, phương tiện này được lực lượng chức năng phát tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên chiếc ô tô này đã tông trúng cuốn xe máy thuộc biên chế của công an xã An Phú tại chốt chặn rồi tháo chạy tốc độ cao trên tỉnh lộ 15 về hướng xã An Như Tây, huyện Củ Chi. Chiếc xe máy kẹt dưới gầm ô tô gây ma sát, tia lửa bắn tung tóe. Chạy được khoảng 2 km thì xe máy văng ra đường thuộc địa bàn xã An Như Tây, hư hỏng nặng. Sau khi truy xét, lực lượng chức năng đã xác định được phương tiện do nam thanh niên điều khiển. May mắn vụ việc không có gây thương vong về người. Lần theo định vị, bắt hai đối tượng trộm xe máy mới mua chưa gắn biển số. Ngày 12 tháng 12, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Lê Minh Luyến, 26 tuổi và Lê Mạnh Thương, em ruột, 23 tuổi, quê Bình Phước để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Thông tin ban đầu, sáng ngày 11 tháng 12, Công an phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của bị hại HVM, 22 tuổi, quê Kiên Giang, về việc bị mất trộm chiếc xe máy mới mua chưa gắn biển số trị giá 57 triệu đồng. Ngay sau đó, lực lượng công an phường làm việc với nạn nhân tiến hành truy xét kẻ gian, lần theo dấu vết của thiết bị định vị gắn trên xe máy công an xác định được vị trí tài sản bị mất trộm đang ở tiệm rửa xe trên đường TC1A thuộc khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Công an đã bố trí lực lượng ẩn nấp xung quanh địa điểm trên. Đến khoảng 9 giờ 30 phút, Lê Minh Luyến và Lê Mạnh Thương đến lấy xe bị trộm chạy về thì bị lực lượng ập vào vây bắt. Đối tượng Lê Minh Luyến bị bắt cùng tăng vật, còn Lê Mạnh Thương điều khiển xe máy bỏ chạy được khoảng 500m cũng bị đuổi kịp khống chế. Đâm cục hàng xóm vì thường xuyên để rác trước nhà mình. Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sát Công an tp phố Minh xác nhận đã khống chế NVN sinh năm 1972 sau khi đối tượng này dùng dao đâm hai người phụ nữ trên đường Trần Đình Xu, phường Cô Giang, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể vào trưa ngày 11 tháng 12, nhiều người dân chứng kiến NVN cãi nhau với hai người phụ nữ trên đường Trần Đình Xu. Sau đó người đàn ông rút dao đâm hai người này, một người gục tại chỗ. Nhận được tin báo của người dân, Thượng úy Lê Võ Tiến Đạt đang tuần tra kiểm soát trên đường đã nhanh chóng đến hiện trường. Thấy người đàn ông cầm dao chĩa vào người đi đường, Thượng úy Đạt đã rút súng và lao vào chấn áp đối tượng. Sau khi khống chế được người đàn ông, Thượng úy Đạt đã bàn giao đối tượng cho công an phường Cô Giang để tiếp tục xử lý. Tăng vật thu giữ tại hiện trường là một dao kim loại dài khoảng 22 cm. Theo thông tin ban đầu, NVN xác nhận hai người phụ nữ trên là hàng xóm của mình. Nguyên nhân người đàn ông đâm trọng thương hàng xóm là do hai người này thường xuyên để rác trước cửa nhà mình. Bản tin của kênh TV 24 giờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.